anh giải con ma dê mê cung này à? Dạ vâng. Ok, bây giờ anh sẽ thử giải xem sao nhá. Vâng. Hello, xin chào các bạn nha. Như các bạn có đã biết thì mình vừa mới chuyển về Đắk Lắk này được 1-2 tháng gì đó. Nhưng mà khá là bất ngờ khi mà về đây á, thì có rất là nhiều bạn nhỏ nhận ra mình. Và trong số đó thì có một bạn, bạn này hình như là rất là thích chơi Rubik các bạn, còn thích sưu tầm Rubik nữa. Và nghe nói ở nhà bạn ấy có rất là nhiều Rubik luôn. Và bạn ấy hẹn mình là chiều nay sẽ mang Rubik qua cho mình xem. Đấy, thì không biết là có bao nhiêu con Rubik đây, nhưng mà mình nghĩ là sẽ rất là nhiều đấy. Ok, và mình đã hẹn bạn đó là 2 giờ chiều nay qua, thì cũng gần tới giờ rồi. Bây giờ mình sẽ ra xem là bạn đó gần đến đấy nhá. Kia rồi các bạn, đấy. Em chào anh nhá. Mang Rubik đến rồi em. Vâng. Đây, bạn này tới đây nha các bạn. Em tên gì nhỉ? Em tên Chiến. Chiến hả? Dạ vâng. Em chơi Rubik lâu chưa? Em cũng mới chơi được mấy năm nay à. Wow. Chắc là cũng cao thủ rồi đấy. Dạ. Mà em nhà đâu? Nhà em cuối ngõ đây à. À cuối ngõ hả? Dạ. Chiến năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Dạ em mới 21 thôi anh. 21 à? Dạ vâng. Chiến cũng mang bao nhiêu con Rubik tới vậy? Em mang khoảng chừng mấy chục con thôi. Oh my god. Wow. Mấy chục con luôn, đâu anh xem nào. Đây các bạn, có rất là nhiều nha. Wow. Không biết là em sưu tầm bao lâu mới được từng này con Rubik nhỉ? Dạ em cũng gần như 4 năm thì phải. 4 năm à? Vâng. Rồi 4 năm mà tiền ở đâu ra em sưu tầm Rubik vậy? Thì em cũng vừa đi làm vừa chơi vậy thôi. À vừa đi làm vừa chơi vậy là em nghỉ học rồi đúng không? Dạ vâng em nghỉ học rồi. À rồi quá kinh khủng luôn. Vậy bây giờ có thể cho anh review mấy cái con Rubik này trước được không? Ok anh. Ok các bạn ơi, đây là Rubik của bạn Chiến nha. Đây, bây giờ mình sẽ mở ra cho tất cả các bạn cùng xem là bạn Chiến này có những con Rubik gì nha. Em lấy ra đi, em xếp ra để anh xem với. Wow, mình thấy có rất là nhiều con Rubik độc lạ nha các bạn. Mà này, sưu tầm những cái con này mình nghĩ là cũng tốn rất là nhiều tiền đây. Anh nghĩ là cái món này chắc cũng phải tầm vài triệu đấy nhỉ? Vâng, em cũng sưu tầm được lúc nào có tiền. Wow, các bạn biết con gì đây không? Con này là con 11 x 11 đúng không em? Đúng rồi. Rubik 11x11 nha các bạn. Con này nếu mà ngày xưa mình mua là con này gần 2 triệu này. 1 triệu 900 bao nhiêu. Không biết em mua con này bao nhiêu nhỉ? Em mua hết 1.8 anh. 1.8 à, mình đoán không sai, cái giá nó cũng phải ngang ngang như vậy các bạn. Wow. Chiến không biết là em biết tên tất cả những cái con Rubik này không? Dạ có anh, nhưng mà kiểu một số con em mới sưu tầm về nên em cũng chưa biết rõ lắm. À vậy à. Không biết là con nào em chưa biết em có thể chỉ cho anh xem được không? Như con này. Con này ấy hả? Con này là Rubik Finger nhá, nhưng mà con này á là Fidget Finger đó. Cái con này cũng gọi là một cái hàng hiếm hàng độc đấy các bạn. Đấy, cái mẫu này thì hình như là mới ra cách đây vài năm thôi, ít là cũng phải 200-300 đúng không em? Mua 300 rồi ghê nhỉ. Thế còn con nào mà em không biết em có thể chỉ cho anh không? Đây này, con này là Rubik con mắt. Như các bạn có thể thấy là trên mỗi mặt của nó đều có in hình con mắt này đó, y chang hình con mắt luôn. Anh có thể bóc ra xem được không em? Đây, quá đặc biệt luôn các bạn ơi. Con Rubik này á, cái hồi mà mình sưu tầm Rubik mình cũng không tìm được con này. Nhưng mà bạn này ở nhà có luôn này. Không biết là cái con Rubik này em mua ở đâu ra vậy? Em lên Shopee em lùng ra. Wow, lùng ở trên Shopee các bạn ơi. Cái con này á, mình lên Shopee mình lùng không thấy luôn á. Mà bạn này bạn đã tìm được con này giả thì nó cũng khá là giống Rubik 2x2 nha. Nhưng mà mỗi cái mặt của nó như thế này này. Đấy, nó lại in hình lõm vào trong. Thế cái con này em biết giải không? Cái này em giải suốt. Giải suốt luôn. Đó, quá ghê gớm luôn các bạn ơi. Mua về là phải tập chơi đúng không? Anh có thể khui hết toàn bộ những con Rubik này ra được không? Được anh. Ok, vậy giúp anh khui một tay đi. Đó, mở hộp ra để anh quay cho tất cả mọi người cùng xem nhá. Wow, quá đỉnh luôn. Em đố anh có thể đọc hết được tên các loại Rubik ở đây được không? À, đọc hết tên tất cả những con Rubik này à? Vâng. Ok, em xem anh đọc đúng anh không nhá. Dạ. À, rồi, con đầu tiên á, là 3x3 bone. Đấy. Con thứ hai là Magic Eyes. Đấy, thì Rubik con mắt đúng không? Dạ, vâng. Con này thì quá dễ rồi, 1x2x3 này. Con này là container này. Container này hồi trước anh có làm video về nó rồi. Đấy, con này thì Fidget Finger. Đó, con này xoay rất là bon luôn, đúng không? Đấy, con này khá xịn đấy. Còn con này là con Maze Rubik Mê Cung. Đấy, con này chơi cũng phải nói là xoắn nóc đấy các bạn. Con này là Double Scooby. Con này khó hơn con Scooby bình thường rất là nhiều. Con này là Mirror 2x2 này, Rubik gương này.
Rồi con này là Ivy. Đấy. Con Ivy này anh cũng có vài con rồi. Đấy, anh thích con này. Không biết là em đã phải dành dụm bao lâu để mua được con Rubik này? Em dành dụm tầm như là 4-5 tháng vậy anh ạ. 4-5 tháng các bạn, quá kinh khủng luôn. 4-5 tháng mà có được 2 triệu như vậy là khá là đại gia đấy. Con này hình như là Magic Ball đúng không? Ờ đấy. Còn con này là Rubik B Spinner. Nó có hai mặt nha các bạn, rất là đặc biệt luôn. Đấy, anh đoán đúng hết cho em. Đúng rồi anh. Không biết là đa số những cái con Rubik này thì em đã giải được hết chưa? Chưa anh, một số con thôi, còn một số con còn lại em chưa giải được. Ví dụ như con nào em có thể lấy ra cho anh xem được không? Đây anh, con này là em chưa giải được luôn anh. À, con này là Double Scooby đúng không? Đấy, con này thì anh hồi trước có làm một cái video về con Scooby rồi. Nhưng mà cái con Double Scooby này thì anh cũng chưa làm. Đừng có tưởng dễ nhưng con này khá là khó đấy. Rồi, còn con gì nữa không em có thể lấy ra cho anh xem được không? Anh giải con này được không? Con Maze Mekong hả? Con này cũng nói chung là anh cũng giải được, con này cũng khá là khó. Nhưng không biết là cái tốc độ giải Rubik của em như thế nào nhỉ? Vâng, em thì chỉ biết giải thôi chứ tốc độ thì kém lắm anh. Chậm mà tức là chỉ sưu tầm và học cách giải thôi chứ không phải là chơi theo kiểu là các tuyển thủ chuyên nghiệp không giải nhanh được nha các bạn. Mình cũng thuộc dạng như vậy, mình cũng chỉ biết giải thôi chứ không giải nhanh được nha. Trong số những con Rubik này thì con nào là em cảm thấy dễ nhất nhỉ? Đây em thấy là con này dễ nhất rồi. À đúng rồi các bạn ơi. Con này là con 1x2x3 nha, con này quá là dễ luôn. Xoay vài đường là xong à. Nó không có khó đâu nha các bạn. Đấy, mình cứ xoay xoay tầm bậy tầm bạ là tí nữa nó cũng trở lại như cũ thôi. Thế không biết là trong những cái con Rubik này thì con nào đối với em là khó nhất? Đối với em thấy là con này anh ạ, là em chưa giải được. Con này chưa giải rồi, các bạn nhìn này. Còn sáo tung lên còn chưa có giải được nha. Đó. Thì theo như anh thấy á, ở đây có một số con Rubik là cũng bị sáo tung lên, ví dụ như là con Double Scooby này này. Đó. Giải theo kiểu bình thường thì cũng khá là dễ được tất cả các mặt rồi, nhưng mà bên trong cái tầng của nó vẫn sai màu nha các bạn. Đúng không? À, thế còn con này anh thấy nó vẫn bị sáo tung lên này. Khó quá à em? Không, con này em giải được nhưng mà em sáo tung lên cho nó vui vậy thôi. Con này thì đúng là quá dễ rồi, chỉ cần xoay vài cái là xong các bạn. Đây mình thử cho các bạn xem nha. Đó. Đầu tiên là làm hai cái mặt trước này, mặt trắng mặt vàng này. Đấy. Rồi, tiếp theo thì trả mấy cái màu này về thôi. Ok, xong rồi, quá là đơn giản đúng không em? Bây giờ em đố anh Củ Cải có thể giải được con Rubik này. À, đố anh giải con Maze Mekong này à? Dạ vâng. Ok, bây giờ anh sẽ thử giải cho sao nhá. Ok, như vậy là anh giải xong rồi này. Wow, anh cải đỉnh quá. Thế không biết vì sao em lại xem kênh của anh nhỉ? Thì kênh của anh giải thích vừa đơn giản vừa dễ hiểu nên em cũng muốn học theo anh. Đó các bạn ơi, ngày hôm nay phải nói là quá là may mắn luôn. Lần đầu tiên là mình được một anh bạn hàng xóm này mang Rubik qua cho mình review. Thì có rất là nhiều con Rubik độc lạ mà mình chưa thấy qua bao giờ luôn. Ví dụ như là con này, cả con Maze này nữa. Rồi thì không biết là lần sau em có thể cho anh mượn những cái con Rubik này để anh làm video review được không? Được anh cứ thoải mái bởi vì ở nhà em còn nhiều lắm. Ồ, nhà còn nhiều lắm à? Ok, vậy thì ngày hôm nay anh cảm ơn em rất là nhiều. Và lần sau nhớ mang thật nhiều Rubik qua cho